Ngộ ghê á. Bà xã mình nghịch lắm cả nhà ơi. Quá nghịch Hai vợ luôn á. chồng Hồng xin chào cô chú bác anh chị em đến với kênh Hồng 84.K1. Hồng rất là vui. Thì trong clip tối hôm nay hai vợ chồng Hồng tiếp tục đi thăm gặp bẫy chuột. Hồng xin mời tất cả mọi người cùng trải nghiệm cuộc sống về đêm với Hồng nha. Thì tối nay Hồng vẫn tiếp tục ra clip mới mới để chia sẻ đến mọi người xem. Mọi người xem clip hai vợ chồng Hồng có hữu ích đến với mọi người xem, xin bấm cho Hồng một like và một nút đăng ký kênh nha. Và có thêm ý kiến gì góp giùm Hồng để lại dưới comment cho Hồng biết nhé, Hồng sẽ phản hồi đến mọi người sau. Hồng xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Em Một em đầu tiên chủ cắn em ơi, đổ nó vào ngăn cắn đi. Mở hàng một em. Chuột chạy phải không? Chạy trên cây á. Ở trên cây bình bát. Tới nữa. Hả? Làm gì được nó? Nó núp lùm nó chưa ra. Cái gì? Chuột mồi. Bên kia nó rộng thoải mái hơn. Đây gặp này gặp cũng nhum. Có hàng bự, con nó bự cho bà. Gỡ chốt từ từ. Chốt nó mạnh lắm á. Tại chốt nó mới làm. Chốt làm chốt cứng bao con không có thoát được. Ok đó. Rồi ok à, đã ra đi. Ấy, em bẻ vô nó thục á, ờ vậy được đó. Đừng có tóp nó vô. Ok em. Hai con luôn. Hai con hả? Đâu? Em quay cho mọi người xem. Hai con. Chục bự, chục lứa.
Heo con hả? Cống. Cống nhum. Gặp đó đâu có xảy được em. Nó có chốt sẵn nè. Con này khá chứ bộ. Đâu có nhỏ đâu. Nhum cỡ này là ok đó. 3 lạng. Ok. Một em nhum. Đây em ơi, một con cho bá đây, chuột vàng. Bự cho bá luôn. Mồi. Nó ở trên con đó em. Đây. Đổ luôn. Nó nè. Con này mới bự nè em ơi. Con đó to á, vàng. Khoái lắm, chục vàng khoái lắm. Con nó chục đực à. Ừ. Khá khá. Chỗ này 2 cái luôn em ơi, 2 cái gặp á. Đây, đây giữa đường nước đây cái nữa nè. Dính gần nhau 2 cái. Mình cất chốt ở đó sao em mở. Dính rồi. Này. Một em chục vàng. Có hàng em ơi. Cầm gặp làm mặt đơ đơ như cục lơ vậy đó. Dính một em nữa nè. Đây, nó đây em ơi. Một em loài đuôi. Em nhấn xuống. Chục con. 7 gắn. Đây cái nhà chuột to to. Siêu bự. Một em siêu to em ơi. Lẹ đi. Nhanh tay mà lẹ cái chân. Bắt con chuột vào lòng đây. Kẹp đuôi kìa.
quyền rồi. Một em chà bá ở đây. Ui. Về. Thơm phức. Có kẹo bạch nha mà. Vật luôn. Không có gì mà nó thui bằng. Trời ơi nó thơm. Thơm thơm mà ngon em ơi. Đây em, lụm con này luôn. Gần nhau. Quá to luôn cả nhà ơi. Đây cả nhà. Con siêu to kìa. Đành con đó nè. Đổ luôn em ơi. Cách nhau 1 mét à. Đây. Cái này nó cứng dữ vậy trời. Chịu cho tiếp đó. Hả? Có trái không? Hái đi. Hái trái ổi. Ổi gì trái tí tí. Cây trong game. Cái nhánh trong trái nhiều kìa. Chín ơi chín. Ê kỳ kỹ nha, những cái dồi đó em. Hả? Ngọt không? Ngọt. Có bụng cá chuột bụng. Ngọt thì ăn đi. Ổi này trái tim tí kêu ổi gì em? Ổi anh thiệt ạ. Hử? Ổi anh thiệt. Ổi anh thiệt. Mời cả nhà ăn nha. Nhức nách. Nhanh đó 4 trái kìa em ơi. Cây à? Cái gì vậy? Rồi thăm mấy chuột mà thèm thấy trái ổi thèm hái ăn nè. Bẻ nhánh nó luôn. Ổi rừng. Mời cả nhà ăn ổi nha. Lụm. Lụm. Cứng quá. Ổi ngọt không em? Chắc ngọt mà. Nó chát hả? Đâu anh nhìn kỹ thịt nó coi. Ngon chứ. Ngọt. Ngọt, hột nó ngọt phải không? Ôi nên tôi kêu bằng ớt xẻ. Ớt xẻ hả? Hay. Nãy giờ anh kiếm cái tên nó kiếm không ra.
Hồng mời cả nhà nha, mời cả nhà ăn trái ổi đây. Đây là ổi xẻ, được 4 trái, một nhánh. 5 trái. 5 trái. Trái bé tí mà. Ổi này vỏ nó thì nó chắc chắc ngầm à, nhưng mà cái hột nó trong thì nó ngọt. Ngon. Ngon. Ăn chống đói mà. Đang lấy bụng. Lụm thêm trái nữa. Đi nãy giờ đuối giò. Giờ này ăn cho nó đã. Được chưa? Quá đã luôn bây giờ. Nhân gồm không? Trái nhỏ này già luôn phải không? Bé tí. Ăn thử rồi. Còn ngon. Ngon. Ngon do ổi nó còn xíu bé. Thấy không? Thậm chí nó về. Còn mấy cái nó hết rồi. Cả nhà xem clip hai vợ chồng Hồng ở nhà, bấm cho Hồng một like nha. Và một nút đăng ký kênh để theo dõi video tiếp theo hàng ngày từ kênh của Hồng nha. Hồng xin cảm ơn trước. Ăn thôi. Ăn một trái thôi. Thôi ổi này nó giòn, nó ngọt. Vừa ngọt vừa chua, mùi nó thanh thanh đã hơn. Cái nha, ổi ổi trẻ ngon lắm. Ngon ngon. Làm thêm trái cho nó trắng một cặp. Cho ăn trái đi nó bê. Thêm trái nó cho nó đủ hai trái. Đi cho nó giữ thăng bằng. Này tóc lá tóc tai dài hết rồi. Chưa có tiền đi hớt nữa. Khổ quá. Trời cái trái bự ngon. Ăn ngon. Giòn mới mềm thơm á. Ăn chín nè. Thơm mùi cút chuột hồi nãy á. Vâng. Hèn chi ổi nó ngon. Một cây ổi đúng 5 trái. 6 trái luôn. 6 trái. Một trái nó bị chín nó bị rớt rồi. Lụm lớn. Nhánh 2 trái, 2 trái. Cho nó rụng lúc năm ngoái á. Như còn mấy cái khoảng 7-8 cái gập nó hết này, tầm tầm cỡ đó. Có hàng em ơi, một em chục lứa đây, chục mồi. Đây. Này còn. Bự không?
Chục lứa hả? Lứa lụm thế lứa. Đây cái nhà ơi. Thì đây lúa cả nhà. Lúa người ta đổ cả nhà ơi, người ta cắt người ta vô bao á. Nhiều khi bao nó lủng, nó bể bao. Đổ đây. Nhà mình hốt về. Về dành cho gà hay cho chuột ăn. Hốt đi em. Lụm. Lụm không? Giờ này có lúa là ok. Hốt về cho chuột nó ăn. Đã tốn tiền mua. Giờ mua ngoài tiệm nay bán ký 10.000. Nhiều em ha. À. Lúa làm từng hột quá cực khổ. Tới được lúa để thu hoạch mà đổ vậy bỏ nè. Phí. Quá nhiều luôn cả nhà ơi. Lúa hột dài. Em à, nhóc ta, trời một lỗ này bộn quá. Có lên liềm ha, mình cắt gốc gạ đó, cắt sắp đất luôn, rồi xong mình gom mình hút nó êm hơn, nó thoải mái hơn, nó dễ hơn. Nhiều em, cái lỗ này bị sâu, cái lúa nó đổ hút nãy giờ chưa hết, chắc cho nó hết luôn. Không thấy em ngồi em lụm từng hột luôn em à. Ngồi lụm từng hột đi, hốt đi, còn như em ngồi lụm. Anh đi về. Đi đi. À, có gì sáng anh qua anh đưa em về nhà luôn. Tẹt nạp. Tẹt nạp. Đây cái nhà ơi, quá đã luôn cái nhà. Anh bưng cốc gà ra nè. Ngắt, em ngắt nó. Ngắt cốc gà ra, dễ mình gom lại. Mình chét từng lần lần xuống. Tí mình lấy gom á, mình phơi phổi nó dắt dầu nó lại để gom đóng dễ hút. Ô nhiều ghê, sướng này, cầm bảy chục có lúa nè, quá sướng rồi còn gì nữa. Dành cho chuột ăn. Về nhà mình vô bịch lại, dành cho chuột bẫy rắn. Ok. Như đây cũng đỡ tốn tiền. Trời nước nãy tưởng ít, nào ngờ đây ngay có hố luôn rồi. Bao lúa này đổ ngay hố. Chắc nãy giờ chưa xong. Quá nhiều luôn. Chết hết đi. Chuột nó kêu. Con chuột đực á. Chuột đực nó la. Nó kiếm chục cái. Nó la vậy đó. Chuột đực. Trời quá đẹp. Ủa, bên kia nhiều kìa. Một lõm luôn à. Gì vậy? Hút lúa sao em than thở vậy? Mệt á. Gắng đi em ơi. Vì cuộc sống mình cố gắng đi. Quá là nhiều luôn á.
chặt tới cái tay. Em ngắt gà này nha. Mình chặt nó xuống từ từ. Bỏ phí. Đây nó nè. Ai mua 5 con vịt qua cho nó lụm. Mua vịt làm chi? Em rảnh em ngồi em lụm đi. Lụm từng hột từng hột. Em lụm bữa nay ngày mai mới xong. Nó dướng nó mắt vào sình á, dướng cứng ngắc, nó dơ lụm luôn. À, chỗ đó nhiều rồi. Đây cả nhà, bộ cả nhà ơi, quá êm luôn rồi. Chẹt nãy giờ chưa hết, 6-7 phút rồi. Mà chưa hết lúa. Nhắc nè. Con nổi. Gì? Nực á. Nực cởi áo ra. Không cho nực. Ở ngoài đồng cởi áo ra nó thoáng mát nha mày. Ha. Cười gì? Nghe khoái. Chạy nước miếng. Em bứt cái cọng gà đó, em bứt sát gốc nó luôn. Dễ bánh chét xuống. Rồi cái nghề hốt lúa là nghề ngày xưa. Nghề này rất xưa rồi. Hồi đó nhớ, thời đó còn nhỏ đi lụm ốc, lụm lúa, bóc cua, tôi lưa hết. Bóc cua, thọt hang đó. Vũ rơm đó nè, cũng là nghề của anh luôn đó. Cái cuộc sống khó khăn. Chưa đi móc lúa, lụm lúa theo người ta. Cắt lúa. Xong người ta suốt. Suốt thì mình để tấm bạc. Mình chải tấm bạc, mình vũ rôm, hứng lúa. Thì theo cái máy nó suốt. Nhầm cái máy nó suốt thì nó suốt ra lúa nhiều. Nhầm máy ra lúa ít. Nhầm máy nó suốt ra toàn lúa chắc không à. Lấy giò em lên đây. Như dưới giò em còn đó. Đó thấy không? Đó, nhóc nè. Em lấy tay em cào nó xuống đi. Cào cũng được mà em khều cũng được. Gì cười? Hả? Nhìn cười. Cười nghe hì hì. Nhìn mặt đơ đơ như cục lơ. Gắn đi bà xã ơi. Đây cả nhà ơi. Nhiều lắm cả nhà. Nửa giỏ luôn cả nhà ơi. Rồi đây cả nhà. Một đống này đủ mình 7 gắn cả tháng này. Hốt lúa mà nuôi chuột, bắt chuột nuôi gắn để kiếm thu nhập vì cuộc sống mưu sinh, cuộc sống về đêm. Cả nhà xem clip hai vợ chồng Hồng, cả nhà bấm cho Hồng một like và một nút đăng ký kênh nha, để thêm động lực cho hai vợ chồng Hồng nha.
Hồng xin chân thành cảm ơn trước á. Hy vọng kênh sớm phát triển về cuộc sống. Đây nè em, nó bị lúng, nó dính vào sình á, nè cứ ngắt không ấy, em hút đất luôn. Về em lấy gỗ em rửa, đổ vô gỗ xong xuống sông em rửa cho nó hết đất hết cát, mình lấy lúa phải không, hút đi. Thấy phí quá nè. Nè em khều khều ở trên xuống coi, em khều dưới hoài vậy, hoái lắm. Làm tay vậy nè, em phải cào chứ. Cào, trời ơi, bạn cái gì mà bạn, còn có đống mà bạn, bó tay. Em hút đi nửa ký lô nữa đó. Ngồi lụm đi em quay cho. Thôi hút đi, hút cho hết đi, còn chút xíu, còn màu mè nữa thôi, kêu 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 xuống. Mới hút chút xíu mình hẳn gì không biết. Ừ vậy đi. Ờ, người lụm hộp quá, có lý à. Lụm hộp đi. Từng hộp anh chạy về nhà anh lấy giọng qua đây anh văn, anh ngủ anh chờ em lụm xong kêu anh về được không? Lấy cái giò lên ngay, lấy cái giò giả lên đây, một bụng đây cái nhà tốt ghê. Cái gì vậy? Tự nhiên cắn nhau làm chi? Đồng loại không à? Ngu quá mày nè. Thấy tao khổ không? Hả? Chuột. Hai vợ chồng nè, hai vợ chồng tao lụm lúa, hốt lúa về cho tụi mày ăn nè. Hồng xin chào cả nhà luôn nha. Thì hiện tại bây giờ Hồng xin kết thúc clip tại đây luôn cả nhà ơi. Hẹn gặp lại cả nhà trong clip sau nhé. Chúc cả nhà luôn luôn nhiều